Quý vị đang đến với chương trình phóng sự cộng đồng của hệ thống Đài Việt TV Network tại thành phố Houston, tiểu bang Texas. Lễ Giáng sinh là một trong những lễ hội được trông đợi nhiều nhất trong năm. Tất cả mọi người trên thế giới, không phân biệt tôn giáo, sắc tộc, đều cùng nhau hòa nhịp vào không khí vui tươi, tràn đầy màu sắc. Nhóm phóng viên của Việt TV đang có mặt tại lễ hội ánh sáng mùa đông Magical Winter Lights tại khu trung tâm thương mại KD Mills. Lễ hội được kéo dài từ ngày 17 tháng 11 năm 2023 đến hết ngày 7 tháng Giêng năm 2024. Xin mời quý vị đắm mình trong xứ sở thần tiên kỳ diệu của ánh sáng tại lễ hội qua những hình ảnh do nhóm phóng viên chúng tôi ghi nhận. Lễ hội ánh sáng mùa đông là một lễ hội không thể bỏ qua đối với những ai yêu thích những ngày nghỉ lễ, khung cảnh thơ mộng và nghệ thuật đèn lồng rực rỡ. Hơn 6 triệu chiếc đèn trong 8 khu vực tràn ngập ánh sáng quyến rũ, lấp lánh từ lối vào lâu đài vĩ đại cho đến khủng long, robot, gặp gỡ nàng tiên cá và ngập tràn sinh vật biển rực rỡ cho đến những khu rừng huyền diệu. Năm nay cũng như mọi năm thì em thấy cái mùa Giáng sinh năm nay thì rất là ở đây tổ chức rất là đẹp, rồi không khí thì rất là vui nhộn. Rồi hôm nay cả gia đình là đưa cháu đi đến đi cho cháu ra chơi. Thì em cũng chúc năm nay có một mùa Giáng sinh nó là vui tươi, gia đình là an lành. We've actually been coming here at the Magical Winter Lights every year since 2019. We've been following them everywhere. It's such a great family atmosphere. We have the food, the fair. Sometimes they have acrobats. It's just such a great experience. It's different every year. And we're excited every year for this. I came from Houston, Texas. What I really like about this place is the dinosaur ride, because riding on a dinosaur is fun. And what I wish for me and my family is happiness stuff and good times and Happy New Year. It's my first time here to be here in Katy, Houston, and this is so far my best Christmas ever. I hope the following year would be a more wonderful one. Good health for everybody and blessings and happiness for everybody. God bless you guys. Merry Christmas. Hello, my name is Mao, and today I am at the Winter Light. Here you can get food such as cotton candy, hot dogs, and such more. And this year I wish that everyone has a Merry Christmas. And next year I wish for a happy, wealthy, and healthy New Year. Merry Christmas, everyone! Hôm nay thì mình cùng gia đình tới đây để tham quan đèn Giáng sinh. Dạ. Thì đây là cái dịp mà dịp lễ để mọi người cùng chung vui rồi sum họp với gia đình. Thì nhân đây thì con cũng xin gửi đến khán giả của Việt TV một mùa Giáng sinh an lành, hạnh phúc và một năm mới bình an. Dạ, Merry Christmas and Happy New Year. Giáng sinh cũng là thời điểm tuyệt vời để cho đi. Giáng sinh đóng vai trò như một lời nhắc nhở về lý do tại sao chúng ta đến với nhau như bạn bè và gia đình. Vừa rồi là những hình ảnh trong lễ hội ánh sáng mùa đông tại khu trung tâm thương mại KD Mills. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian tham dự và theo dõi. Xin chúc quý vị một mùa Giáng sinh an lành và hạnh phúc. Xin chào tạm biệt.